Hello, xin kính chào mọi người. Hiện tại ông Hoàng đã đứng tại sân vận động thị xã Hòa Thành, thuộc tỉnh Tây Ninh, và có một miếng đất chính chủ đang cần kêu bán cách cái sân vận động này là chỉ vài bước chân thôi anh chị. Đúng lý ra thì miếng đất này sẽ được xây dựng một căn nhà trên đó. Tuy nhiên thì hiện tại con của chủ đất anh chị đã có nhà riêng, không có nhu cầu xây dựng nhà cửa nữa, thì ngày hôm nay chủ đất cần bán luôn miếng đất này. Vị thế rất là đẹp, chính xác nằm tại là khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Gần như là trung tâm cái rốn của thị xã Hòa Thành anh chị, gần chợ Long Hoa nè, bệnh viện đa khoa Hồng Hưng và các trường học, trung tâm hành chính nha. Từ cung đường nhựa liên xã, Hoàng sẽ bước vào trên cái cung đường đá mi này để vào đụng ngay lô đất của mình nằm ở bên tay trái, cặp tranh là một căn nhà sân vườn, một căn nhà cấp 4 nha. Đây là miếng đất của mình ngày hôm nay. Đây là quyển sổ hồng chính chủ nằm tại nhà, vị trí nằm tại là khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sân đất là 104,1 m², trong đó có đến là 37,5 m² là đất ở tại đô thị, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Nếu như anh chị có nhu cầu xây dựng hết miếng đất này thì mình có thể lên thêm cái phần thổ cư nha. Và miếng đất của mình thì không còn trừ vào lộ giới nữa. Còn ở trên màn hình đây là hình dạng thửa đất nha anh chị. Hướng đất ngày hôm nay quay hướng là tây nam, tiếp giáp mặt tiền hiện tại là ghi trên sổ đường nhựa luôn chị. Tuy nhiên ở ngoài đường đá mi thì tương lai gần thôi, cung đường này cũng sẽ lên nhựa luôn nha, tại vì cự ly nó cũng khá là ngắn. Đất của mình thì tiếp giáp đường là 4 m, hai cạnh nhà vào một cạnh là gần 26 m nè, một cạnh là 26 m 3, đích đất vẫn là 4 m như phần mặt tiền, khá là vuông vức nha anh chị. Với cái thế đất như này thì đủ chuẩn để xây dựng một căn nhà và có khoảng sân vườn cũng như là sân để ô tô nha. Đó, từ ngoài đường nhựa liên xã bước vào bên đây là khoảng độ 30 m thôi đụng ngay lô đất của mình. Còn đi vào bên trong là nhà cửa, nhà sân vườn bên trong nha anh chị. Đó, đường xá thì sẽ hơi vào tới tận đất. Về ngang, từ đây qua tới đây là 4, dài xuống 26,3, đích là 4 và dài lên là 26 m nha. Nên đất cao ráo, cao hơn phần mặt tiền đường rất nhiều nha anh chị. Đó, ranh giới hai bên thì rõ ràng ổn định. Một bên là hàng rào kẻ 40, một bên là nguyên một cái dách nhà nha. Phía sau cũng đã xây tường hết rồi. Đấy, dài lên là 26 m nè. Nếu mà là Hoàng xây dựng nhà trên đây thì chắc chắn Hoàng sẽ xây dựng một căn nhà gác đúc hoặc là lên một tấm hai tấm nha anh chị, để tiết kiệm một khoảng sân ở phía trước cho nó rộng hơn, mình có thể làm khoảng sân vườn cũng như là khu vực để xe ô tô và các đồ vật dụng trong căn nhà. Đây là cung đường đá mi của mình nè, bề ngang cũng 5 m nha. Và đặc biệt thì gần với chùa Tổ Thánh Tây Ninh, nếu mà anh chị an cư tại đây thì di chuyển đến chùa Tổ Thánh Tây Ninh là khoảng độ 600-700 m thôi. Ngoài ra thì có thể tập thể dục vào mỗi buổi sáng hoặc là buổi chiều. Bước ra vài bước là đụng cái sân vận động này rồi. Đó, nguyên một công viên rất là rộng để anh chị có thể tập luyện sức khỏe cho mình. Rồi, đơn giản miếng đất chỉ có thông tin như vậy thôi. Bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu từ vị trí đất nè, ngoài đường nhựa liên xã, di chuyển về các tiện ích cho anh chị xem. Hoàng sẽ thông báo luôn cái giá ngày hôm nay mà chủ đang kêu bán rẻ hơn cái giá lúc trước kêu rất là nhiều. Lúc trước là ngoài tiền tỷ anh chị, nhưng ngày hôm nay chính chủ đang kêu bán với cái giá chỉ có 890 triệu thôi. Đó, ngoài ra giá này vẫn còn thương lượng bất lọc, giá rất là tốt để anh chị có thể xây dựng một căn nhà cấp 4 hoặc lên 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm ở tại vị trí gần sân vận động trung tâm thị xã Hòa Thành, về chợ Long Hoa, chùa Tổ Thánh An Ninh chưa đầy một cây số nha, trung tâm hành chính, bệnh viện đa khoa Hồng Hưng và các trường học từ cấp 1 cho đến cấp 3 đầy đủ. Đây là cung đường Phạm Văn Đồng rồi anh chị, mình quẹo theo hôm nay là về ngay bệnh viện đa khoa Hồng Hưng, chạy ngược lại là về trường cấp 3 Lý Thường Kiệt, rồi về trung tâm hành chính của thị xã Hòa Thành, Báo Quốc Từ và chợ Long Hoa nha. Xin lại giá bán toàn bộ đất ngày hôm nay là 890 triệu, đất ngang 4 và 26, rất thích hợp cho anh chị nào có nhu cầu mua để an cư hoặc là đầu tư. Đây là bệnh viện đa khoa Hồng Hưng, và anh chị có nhu cầu liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139 nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video, chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong video sau.